bus. Pháo hoa rơi. Ôi không, mình phải đi vệ sinh ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó thả bom vào nhà vệ sinh đi ạ? Gì cơ, có bom á? Vâng, và cháu còn bị bỏng đây này. Chú tìm ai làm chuyện này đi ạ? Đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Tôi không thấy dấu vết nào của bom ở đây cả. Cái gì kia? Đây là pháo hoa mà. Pháo hoa thông gió ở vị trí khá cao. Ai có thể gây ra chuyện này nhỉ? Ở đằng kia. Đi nào. Lâu đài cao của cháu. Kem của cháu. Trời ơi, sao chúng ta không thể nhìn thấy nghi phạm nhỉ? Lại là pháo hoa nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang chuẩn bị chụp ảnh ở đây thì có ai đó đã ném pháo về phía chúng tôi. Thật khủng khiếp. Chụp ảnh sao? Tôi có thể xem được không? Nhìn này, nghi phạm đây rồi. Nó biết bay, vì thế chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Anh đang nhìn gì trên đó vậy? Tôi không nhìn gì cả. Tôi phải giữ cổ thế này bởi vì tôi đang bó bột ở cổ. Anh Hiếu, anh có nhìn thấy ai bay qua bay lại không? Để xem nào. Hai bạn chim sẻ, một bạn bồ câu và một bạn sóc bay. Sóc bay ư? Nghi phạm của chúng ta có thể chính là sóc bay. Sóc bay đi hướng nào vậy? Hướng đó. Wow, pháo hoa vui thật đấy. Một quả thật to luôn này. Một hai. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhanh lên! Thật là đáng sợ. Sóc bay nhỏ, cháu không bao giờ được chơi đùa và ném pháo vào người khác.
cháu có thể làm mọi người, thậm chí bản thân mình bị thương đấy. Cháu xin lỗi cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, pháo hoa rất nguy hiểm. Các cháu không được phép đốt pháo nếu như không có ai giám sát. Nếu ba mẹ các cháu đồng ý, chỉ được phép chơi khi ở bên cạnh và chơi thật cẩn thận. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Ngôi nhà ma. Chúng ta thực sự phải vào trong à? Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm cơ mà. Được rồi, đi theo tớ nào. Các cháu đừng sợ, ma không có thật ở trên đời đâu. Nhưng mà bọn cháu tận mắt nhìn thấy nó mà. Xin chú hãy cứu mèo con với. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm bạn ấy. Mèo con ơi. Mèo con. Là một thanh gỗ. Chúng ta lên tầng thử xem. Đó. Là một cây đèn. Kệ là cái gì vậy? Không thể nào là ma được. Dobby, tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Con ma mà bọn trẻ nhìn thấy chính là bóng của các cháu ấy. Đúng là bóng của tôi này. Tôi biết mà, không có gì có thể làm tôi sợ hết. Dobby, có chuyện gì vậy? Mèo con. Tìm thấy mèo con rồi. Hay lắm, hãy giúp cho bé lên đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu tưởng cháu không bao giờ thoát được cơ. Ừ.
Ôi không, ngôi nhà sắp sập rồi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Chúng ta bị kẹt mất rồi. Có lối ở đằng kia, đi theo tôi. Trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không bao giờ được chơi ở những ngôi nhà hoang. Bên trong rất tối, các bạn có thể bị ngã và bị thương. Và nếu như ngôi nhà bị sập khi các bạn đang ở bên trong, các bạn có thể bị kẹt và không thể ra được. Vì vậy, không được tự ý vào các ngôi nhà hoang, các bạn nhé. Bé Thiên Nga mất tích. Mẹ ơi. Ôi không. Này cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ ơi. Cháu đừng khóc nữa, bọn chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé. Đừng lo, không có vụ án nào là chú không thể phá được. Cháu này, tên cháu là gì? Tên cháu là Gray. Còn tên của mẹ cháu là gì? Là mẹ ạ. Ý chú là tên thật của mẹ cháu cơ. Là mẹ thật mà. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? Là 7 7 7 7 7 7 7 3 3. Alo. Xin chào, bà có phải là mẹ của Gray không? Cái gì nhỉ? Gray. Cái gì? Cái váy xám của bà đến rồi hả? Không có gì ạ, chào bà. Gray này, cháu có chắc là 77733 không? Cháu không nhớ ạ. Vậy thì cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Không ạ. Cháu chỉ nhớ cạnh nhà cháu có cái hồ rất to. Hồ, có một gia đình ngỗng sống ở bên cạnh cái hồ đó đấy. Tốt, chúng ta hãy đến nhà họ hỏi xem. Ai đấy? Đợi một lát. Không muốn chơi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được anh không? Bác ngỗng, tất cả các cháu nhà anh đều đang ở nhà chứ? Dĩ nhiên rồi, chúng ở nhà với tôi cả mà. Tôi có 6 đứa thôi mà. Sao lại thành 7 rồi? Gray đâu rồi? Cháu nào là Gray? Tất cả xếp hàng. Chú bắt được Gray rồi nhá. Chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Được kem Momo, cháu rất thích kem Momo. Hả? Gray, mẹ cháu với cháu thường đến đây mua kem Momo đúng không? Thế chúng ta cùng hỏi thử xem. Chào anh, tôi giúp gì được ạ? Cô bà, cô có nhận ra bạn Gray này không? Gray à?
Cháu làm gì ở đây thế? Mẹ cháu đang đi tìm cháu kia kìa. Hả? Tôi đi hướng nào vậy? Hướng kia kìa. Hả? Mẹ ơi! Mẹ ơi! À, cô Thiên Nga! Hóa ra Gray là một bé Thiên Nga. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hả? À? Mẹ cháu mất tích rồi! Cô ấy kia kìa! Con tôi đâu mất rồi? Con ơi! Xin lỗi! Xin lỗi cho tôi qua! Chúng ta không thể đuổi kịp cô ấy được. Chúng ta phải làm sao? Tôi có ý này. Cô Thiên Nga! Cô Thiên Nga! Cảnh sát trưởng Labrador! May quá! Cô hãy nhìn đằng kia đi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi các bạn ra ngoài cùng với ba mẹ, hãy nhớ phải luôn ở bên cạnh ba mẹ của mình. Và nếu chẳng may bị lạc, hãy ở tại chỗ và chờ ba mẹ mình. Hoặc hãy tìm sự giúp đỡ của các cô chú cảnh sát. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ và địa chỉ nhà mình nhé. Lái xe rắc rối. Anh ấy thật là tuyệt vời. Zoom zoom ao ao gì? Có chuyện gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là Châu đây. Đã có người đâm vào xe của tôi. Gì cơ? Đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Anh Châu! Cảnh sát trưởng Labrador, anh nhìn đây này. Xe của tôi đã đỗ gọn ở chỗ này rồi, vậy mà vẫn có người quẹt phải được. Xe của tôi mới cứu luôn đây. Anh Châu này, anh có nhìn thấy ai đi qua không? Khi tôi bước ra khỏi xe, người đó đã đi mất rồi, tôi không thấy ai cả. Anh Châu đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Sau khi xem xét kỹ vết này, đây chắc chắn là vết do ô tô gây ra. Tôi tìm thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Khi hai xe ô tô va chạm, chúng có thể sẽ để lại vết sơn trên xe còn lại. Nhìn đây này. Đó hẳn là một chiếc xe màu vàng sáng. Một chiếc xe màu vàng sáng á? Tôi nhớ là chiếc xe đua của báo đốm có màu như vậy. Chắc hẳn là báo đốm rồi. Chúng ta vẫn cần phải hỏi anh ấy trước đã. Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Và hỏi anh ấy chuyện này. Báo đốm đâu? Ra đây đi. Báo đốm, cậu va vào xe tôi đúng không? Bình tĩnh nào. Anh Châu bình tĩnh trước đã. Tôi ư? Xe của tôi cũng bị va vào đây này. Cái gì? Xe của tôi trong xưởng cả ngày hôm nay. Tôi thậm chí không lái nó. Nhưng hãy nhìn này. Trời ơi, xe của tôi. Tôi không biết chuyện đó. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chiếc xe bị va chạm ngay ở trong xưởng ư? Hả? Hmm.
Hả? Hả? Anh Báo Đốm, đây là con trai anh đúng không? Đúng vậy. Nó muốn trở thành vận động viên đua xe giỏi nhất thế giới. Hả? Dobby, hãy cho tôi xem bức ảnh xe của anh Châu. Đây này. Cả hai xe đều bị va chạm ở tầm thấp. Điều này không thể với những chiếc xe bình thường. À, nhỡ như chúng bị va bởi những chiếc xe đồ chơi thì sao? Hả? Anh Báo, con trai của anh đâu? Thì... tôi chưa thấy nó từ sáng đến giờ ấy. Ôi không, Báo con có thể đang gặp nguy hiểm. Cái gì cơ? Ố, các cậu thật là chậm chạp. Xem siêu vận động viên đuôi xe đây. Báo con, cẩn thận. Con yêu, con không sao chứ? Bà rất lo cho con đấy. Chúng ta tìm được thủ phạm rồi. Đó chính là Báo con. Báo con, cháu không được lái xe đồ chơi của mình ra đường như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm khi lái xe đồ chơi ra đường. Các bạn có thể gặp tai nạn nữa đấy. Hãy luôn lái xe của mình ở nơi an toàn và luôn có sự theo dõi của bố mẹ nhé.